truyền thông Làng Dân Chủ đoan trang Tô Sơn phủ phấn bào chữa gì cho Trần Thị Nga. Xung quanh phiên tòa phúc thẩm Trần Thị Nga, cựu nhà báo kiêm nhà huấn luyện kỹ năng truyền thông cho Làng Dân Chủ Việt Nam là Phạm Đoan Trang làm hẳn bài viết Hiểu về Thúy Nga trong 5 phút. Kỳ công trao chuốt lại sự nghiệp đấu tranh dân chủ và sự trưởng thành của Nga trong nghề này bằng ngôn từ công phu tô son chát phấn cho Nga, hòng che lấp đi những clip nổi tiếng về sự chửi bới vô học và đem con ăn vạ tại các trụ sở công an và lê la đối đầu với chính quyền tại các cuộc biểu tình của Trần Thị Nga. Biểu tượng của người phụ nữ viết chữ chưa thạo nhưng cực đoan, điên cuồng nhằm đáp trả ân tình được Việt Tân nâng đỡ nơi xứ người. Ăn cướp, hãm hại người dân à? À? Mẹ mày. Mẹ chúng mày nhìn này, công an không được dùng bạo lực. Tổ sư phụ mày quan tâm sát rồi gì mà chúng mày bắt, chúng mày khống chế quyền tự do của mẹ là tao. Tổ sư phụ ngành công an nhá. Kiên giữ tổ bố cái ngành công an, chúng mày có thi hành lành anh đi. Mày đừng có tưởng là mày vênh cái mặt lên với chúng ta mà được à? Mày nó quay tiếp này, mày bảo nó giật đi. Mày 20 tháng 8, cảnh sát giao thông mà Bà Rịa Vũng Tàu chặn xe chúng tao lại để cho những thằng an ninh mật vụ như chúng mày đánh tao. Mắm tôm lên đầu mẹ con tao rồi nhá. Ha, à, đây là công an phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, Hà Nam. Tổ sư cụ chúng mày chứ cứ nghĩ là công an, cứ nghĩ là đảng viên đảng cộng sản thì đi hèn với giặc ác với dân à? Ha, à, bắt nạt phụ nữ và trẻ con à? Đây, mẹ con tôi đang chửi công an à? Đồn công an thành phố Phủ Lý, đồn công an phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, Hà Nam. Sau khi trong bài viết, Đoan Trang mô tả Trần Thị Nga bất hạnh vì mất mẹ sớm, phải ở với dì ghẻ, không được học hành lại cơ cực vì chồng nghiện ngập và vũ phu, phải sang Đài Loan làm thuê, rồi gặp tai nạn, được linh mục Việt Tân Nguyễn Văn Hùng cứu giúp và dấn thân vào con đường đấu tranh dân chủ, rồi chính phục, được hàng xóm ca ngợi vì tinh thần chống cường quyền, được Làng Dân Chủ vị nể vì sông sáo và sông pha. Tài năng múa bút về ngôn từ được Đoan Trang vận dụng tối đa để tô son phủ phấn cho những hành động chửi bới hàng cá hàng tôm nhằm vào các cán bộ nhà nước và công an, kiểu như chị không ngại văng vào mặt cán bộ công an, những người đại diện các cấp chính quyền, những lời lẽ gay gắt nhất, sốc óc nhất, hay tính cách mạnh mẽ, dữ dội, đường lối đấu tranh trực diện của Nga làm chính quyền giận dữ và có thể bị coi là phản cảm. Tuy vậy, sự thẳng thắn can đảm lại là một cách tiếp cận khiến một số đông dân chúng, đặc biệt là giới bình dân, hiểu được vấn đề nhanh nhất và vượt qua nỗi sợ hãi. Thể hiện là một người rất cầu thị, cầu tiến, ham học hỏi, lắng nghe góp ý của bạn bè, người thân nhiều hơn và luôn tránh xa mọi cuộc tranh cãi đôi co trên mạng. Rồi Đoan Trang thanh minh cho việc Nga chưa bao giờ dừng chửi bới bằng cách tiếc là hình ảnh của Thúy Nga cải thiện được chưa bao lâu thì chị đã bị bắt. Để đi đến kết luận rằng, Thúy Nga vẫn là một nhà bảo vệ nhân quyền nhiệt thành, can đảm bởi chị đã dùng chính cuộc đời mình, con người mình để thể hiện cái tinh thần. Thế mới biết, dù là ả ca ve chuyển nghề sang phục vụ giới dân chủ, có thể được Lã Việt Dũng, Nguyễn Tường Thụy, GB Nguyễn Hữu Vinh trau chuốt thành một ca ve chân chính, đáng quý hơn triệu người Việt Nam sống như cừu. Thì nay, với một chí phèo chính hiệu núp danh đấu tranh dân chủ bằng ôm con lê la khiêu khích, chửi bới chính quyền như Trần Thị Nga, thì qua ngòi bút của Đoan Trang trở thành biểu tượng nhà bảo vệ nhân quyền nhiệt thành can đảm. Thế mới thấy dã tâm và cách thức đẩy một kẻ vô học ra làm bia đỡ đạn của Việt Tân và đám tay sai có học như Đoan Trang, Nguyễn Lân Thắng thật đáng sợ. Thảo nào chị gái của Trần Thị Nga kinh tởm và căm ghét đám này đến cùng cực. Chị cho rằng chính chúng đáng ra phải ngồi tù thay em gái của mình với mức án gấp đôi mới thích đáng. Còn nhớ chính trong nhóm kín, tâm sự với đàn em quản trị trang nhật ký yêu nước, Đoan Trang từng khinh bỉ cách đấu tranh hàng tôm hàng cá kiểu vô học cực đoan như Bùi Hằng, Trần Thị Nga. Này thất bại với tất cả chiến dịch cổ suý cách mạng cây, cách mạng cá, thì Đoan Trang trở về với đường lối đấu tranh của Việt Tân, cổ suý cho chính trị bình dân với cách chống cộng cực đoan vô học. Tất nhiên, biểu tượng đấu tranh dân chủ của cô cần ca tụng và tạo dựng lúc này là Bùi Hằng, Trần Thị Nga.